Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công an Việt Nam thanh trừng hàng loạt lãnh đạo cao cấp ở Thái Bình sau vụ Trung tá Cao Giang Nam. Như chúng ta đã biết, liên quan đến chùm giang hồ xã hội đen Đường Nhuệ lộng hành trên đất Thái Bình hàng chục năm qua, rõ ràng là có sự bảo kê rất lớn từ các quan chức cao cấp trong Bộ Chính trị cũng như trong ngành công an. Và rõ ràng rằng các quan chức cao cấp nhất trong địa phương này và một số thông tin đã cho thấy Đường Nhuệ có thêm thời gian, có thêm mảnh đất để chiêu dụ hàng loạt các đàn em sẵn sàng đánh người, thực hiện lấy số má trên địa bàn tỉnh Thái Bình là nhờ vào có sự tiếp tay của Trung tá Cao Giang Nam khi ông Cao Giang Nam giữ cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố Thái Bình. Một số đàn em được xếp hạng là có số má giang hồ như Cường Độ, Diệp Độ, Tùng Độ hay Tiến Trắng, Cương Đạo, Tuần Đạo đều là đàn em của Đường Nhuệ và làm khiếp vế nhiều người dân trong tỉnh Thái Bình. Sau khi vợ chồng Đường Nhuệ bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng được cho là đàn em của vợ chồng này cũng đã dính vào vòng lao lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, trao đổi với báo Đất Việt, một người dân tỉnh Thái Bình cho biết mình từng là nạn nhân của Đường Nhuệ khi tố cáo đối tượng này khủng bố đòi tiền. Theo người này thì đám đàn em của Đường Nhuệ có hàng chục, thậm chí là hàng trăm người. Đàn em của Đường Nhuệ phần lớn là những người có tiền án, tiền sự, sẵn sàng hành hung người khác đến tàn tật để đạt được mục đích. Để làm được điều đó, chắc chắn phải có sự chỉ đạo của Đường Nhuệ từ phía sau. Theo thông tin từ người này thì đám đàn em của Đường Nhuệ nổi tiếng nhất phải kể đến là ba anh em cùng trong một gia đình bao gồm có Cường Độ, Diệp Độ và Tùng Độ. Anh em nhà Độ này là tay chân đắc lực cho Đường Nhuệ để bảo kê cho các sòng bài quán bar. Ban đầu, anh em họ hoạt động độc lập trong các lĩnh vực riêng rất nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Thái Bình, khiến cho ai nghe cũng phải nể sợ. Nhưng sau đó, một số thông tin cho biết khi Đường Nhuệ nổi lên, biết không thể cạnh tranh được với Đường Nhuệ, cho nên ba anh em này phải đảm nhiệm mảng bảo kê dịch vụ ăn chơi ở đất Thái Bình cho Đường Nhuệ. Tuy nhiên, hiện cả ba anh em nhà Độ đều đang phải lĩnh án trong trại giam. Cường Độ và Diệp Độ vào trại trước, Tùng Độ vừa bị bắt vì bảo kê sòng bài quy mô lớn, người này cho biết. Tiếp đến là anh em Cường Đạo và Tuần Đạo cũng được cho là cánh tay đắc lực của nhóm Đường Nhuệ trên đất Thái Bình. Hai người này đảm nhiệm mạng thu hồi nợ cho Đường Nhuệ. Nếu là những người có máu mặt nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng về các hành vi đánh người, cưỡng đoạt tài sản của người này và hai người khác, và anh này đã cho hay là như vậy, để có được thế lực hùng hậu đứng lên làm thủ lĩnh trong thế giới ngầm ở Thái Bình, Đường Nhuệ đã phải nhờ đến sự chung tay của rất nhiều nhân vật có biệt danh là Cường Tén. Đối tượng này liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Thịnh Vượng ở thành phố Nam Định vào những năm đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, khiến cho vị nguyên là trưởng công an thời điểm đó là sếp ở Nam Định bị hỏng một mắt. Với kinh nghiệm ngồi tù lâu năm của mình, Cường Tén quen với nhiều đối tượng bất hảo. Khi mãn hạn tù, Cường Tén trở về địa phương và gia nhập vào băng nhóm Đường Nhuệ, đứng ra tuyển dụng những đối tượng vào tù ra tội khác hoạt động dưới trướng của Đường Nhuệ trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Cường Tén, Đường Nhuệ và một người đàn em khác là Hiền Kem, một đối tượng nổi lên trong các hoạt động bảo kê tại chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình. Ban đầu Hiền Kem hoạt động ở chợ phường Kỳ Bá, nhưng sau khi kết hợp với Đường Nhuệ mở rộng lực lượng khuếch trương thanh thế, cùng nhau hoành hành trên mạng bảo kê tại đất Thái Bình. Có thể nói Hiền Kem chính là đối tác của Đường Nhuệ trong mạng bảo kê tại các chợ. Nhóm này lộng hành, khi đã có trong tay quyền lực ngầm thì sẵn sàng ra tay đối với những kẻ chống đối. Gần đây nhất, có một vụ án mạng xảy ra tại phường Kỳ Bá vào năm 2019 khi có người đến đây buôn bán không chịu nộp tiền phế đã phải mất mạng. Vụ việc được dư luận đồn đoán là có liên quan đến Hiền Kem, nhưng sau đó chưa điều tra ra thủ phạm. Ngoài ba người đệ tử ruột, Đường Nhuệ còn nhận Bùi Mạnh Tiến, có biệt danh là Tiến Trắng, quê ở Đông Hưng, Thái Bình, làm con nuôi.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết ngày 16 tháng 9 năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Tiến Trắng và đồng bọn về tội cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, sau khi bị tòa án kết án, một số bị cáo cho rằng bản án quá nghiêm khắc cho nên làm đơn kháng án lên Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Hiện tòa án đang hoàn tất toàn bộ hồ sơ và gửi lên tòa án tỉnh để thụ lý và xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Mới đây nhất, một đàn em của Đường Nhuệ là Ninh Đức Lợi, 36 tuổi, ngụ tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam, giúp đàn em cưỡng đoạt tài sản của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tang lễ. Lợi có biệt danh là Lợi Nhòe, từng có thời gian bán bia hơi trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đại diện công an phường Bồ Xuyên cho biết Lợi Nhòe đăng ký hộ khẩu thường trú cùng với bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, đối tượng này đã chuyển sang phường Trần Lãm từ 6 đến 7 năm nay, cũng ít có thông tin gì đặc biệt liên quan đến Lợi. Ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Long cho biết Lợi là đối tượng trực tiếp báo ca thu tiền của các văn phòng mai táng đưa về cho Đường Nhuệ. Lợi cũng tham gia các vụ án dằn mặt khi một số văn phòng nhà xe không tuân theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Đường. Cũng theo lời của ông Giao thì ông từng giáp mặt với Lợi. Lợi có dáng người không cao nhưng khá nhanh nhẹn. Hiện nay cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Điều đặc biệt trong vụ án liên quan đến Đường Nhuệ là các thông tin đều hướng về nhân vật cao cấp là Trung tá Cao Giang Nam, người thực hiện việc bảo kê cho đích danh ông Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ. Một số thông tin đang hướng về Trung tá Cao Giang Nam ở một số chi tiết đặc biệt trong diễn biến mới nhất. Ông Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, người bị dân tố cáo bao che cho Đường Nhuệ đã được luân chuyển công tác sang vị trí mới. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình đã được điều động về làm Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình. Thay thế ông Cao Giang Nam là Phó trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình là Trung tá Ngô Trọng Thể, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình. Trong thời gian gần đây, khi Đường Nhuệ cùng với đàn em bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giam khởi tố về tội cố ý gây thương tích, một số người dân đã tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam có dấu hiệu bảo kê cho Đường Nhuệ. Cụ thể, trong vụ Đường Nhuệ bị tố cáo đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý, ngụ tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18 tháng 11 năm 2014. Ông Cao Giang Nam là người ký quyết định đình chỉ điều tra sau khi vụ án được khởi tố. Điều này khiến cho mẹ con bà Lý cho rằng ông Cao Giang Nam đã chỉ đạo lời lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm bao che cho Đường Nhuệ một cách trắng trợn. Ngoài ra, trong vụ án Đường Nhuệ bị tố cáo cho đàn em chiếm cứ đột phá công ty Lâm Quyết, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình vào năm 2007. Anh Nguyễn Văn Hà, 31 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, con trai của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, cũng cho rằng ông Cao Giang Nam có dấu hiệu bao che khi không khởi tố vụ án. Theo đơn tố cáo và tố giác của gia đình mình, theo anh Hà thì vào năm 2017, hồ sơ Đường Nhuệ chiếm công ty Lâm Quyết được chuyển giao cho đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Bình, nhưng bị thiếu hai biên bản đã lập. Đến ngày 29 tháng 3 năm 2018, ông Cao Giang Nam đã ký thông báo số 12 về việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố cáo của bố mẹ anh đối với Đường Nhuệ. Mặc dù bố mẹ tôi đã nhiều lần đề nghị ông Cao Giang Nam cử điều tra viên về công ty Lâm Quyết khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh vụ hủy hoại, nhưng mãi đến ngày 29 tháng 1 năm 2018, tức sau 3 tháng, khoảng 13 ngày nhận đơn, ông Cao Giang Nam mới ký thông báo thời hạn giải quyết nguồn tiền và thời hạn cũng không khám nghiệm hiện trường, không xác minh hậu quả thiệt hại. Sau đó lại không khởi tố vụ án hình sự là vi phạm điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự bao che bỏ lọt tội phạm, anh Hà khẳng định. Cũng liên quan đến vụ án nêu trên, một số thông tin diễn biến mới nhất về vụ án đó là cặp vợ chồng bố mẹ anh Hà đã bất ngờ được tại ngoại.
Cụ thể là hai vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết đang bị bắt tạm giam, từng bị khởi tố và bị tố cáo bằng xã hội đen Đường Nhuệ cũng cùng với lại cán bộ công an thành phố Thái Bình bảo kê cho condo, bất ngờ được tòa án cho tại ngoại sau hơn 2 năm ngồi tù. Theo báo Thanh Niên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội hôm 28 tháng 4 đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh chờ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Văn Lẫm, 58 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình và bà Phạm Thị Quyết, 53 tuổi, vợ của ông Lẫm. Anh Phạm Văn Hà, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao cho rằng xét hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết có địa chỉ cư trú rõ ràng, đồng thời có đưa đơn xin bảo lãnh hợp pháp của thân nhân cho nên không cần thiết tiếp tục tạm giam. Do đó tiến hành thay đổi rõ biện pháp để bảo lãnh và ngăn chặn hồi tháng 6 năm 2019. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết mỗi người hơn chục năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Công an tỉnh Thái Bình khởi tố. Hai vợ chồng ông Lẫm cùng với người nhà đã liên tục làm đơn kêu oan, đồng thời tố cáo một số cán bộ Công an thành phố Thái Bình đã bao che cho băng nhóm của Đường Nhuệ. Đến nay vụ án đang chờ được xét xử phúc thẩm. Theo báo VTC dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2013 và 2016, do thiếu vốn làm ăn nên ông Lẫm và bà Quyết đã vay 1,7 tỷ đồng của ông Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường Nhuệ, 49 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình với lãi suất cắt cổ. Do việc kinh doanh gặp khó khăn, vợ chồng ông Lẫm xin trả dần nhưng Đường Nhuệ không đồng ý, dù gia đình vẫn trả nợ. Nhưng ngày mùng 3 tháng 10 năm 2017, Đường Nhuệ cho người đến đập phá tại nhà xưởng, đuổi đánh người trông coi, ép vợ chồng ông Lẫm phải bán nhà xưởng cho công ty Lâm Quyết, cho dù tài sản lúc này đến 7 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 10 năm 2017, gia đình ông Lẫm làm đơn tố cáo ông Đường Nhuệ về việc tổ chức chiếm đoạt, phá hoại tài sản, đe dọa giết người, lăng mạ. Đến 3 ngày sau thì Công an tỉnh Thái Bình mời các bên liên quan thì Đường Nhuệ mới chịu rút quân khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Giang hồ Đường Nhuệ sổ khám trong bối cảnh nào? Vụ đầu gấu 49 tuổi Nguyễn Xuân Đường, còn được gọi là Đường Nhuệ, bị bắt ở Thái Bình cùng với vợ và một số đàn em khác thu hút được sự chú ý vô cùng lớn của dư luận trong 2 tuần qua. Chỉ cần điểm qua vài bài đăng trên Facebook của truyền hình VTC đã thấy sức nóng của một vụ việc. Video hàng xóm kể bị Đường Nhuệ đánh đập, dọa giết ngay tại trụ sở công an được trên 5 triệu lượt xem cùng với gần 8.000 lượt chia sẻ. Clip Đường Nhuệ đuổi đánh có 2 triệu lượt xem và hơn 9.000 chia sẻ và trên 5.000 bình luận. Video vợ chồng Đường Nhuệ livestream chửi bới cán bộ làm loạn tại Sở Tư pháp thành phố Thái Bình thu hút hơn 4 triệu lượt người theo dõi cùng với 14.000 bình luận. Trong video phát trực tiếp từ Sở Tư pháp Thái Bình về chuyện không được tham gia đấu giá một số lô đất hồi tháng 7 năm 2019, bà Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, từ chỗ xưng tôi chuyển sang mày tao, nói làm người phải có một tí lương tâm chứ còn đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Cả một đời đi làm việc mà để thấy này ô uế lắm, nghe chưa, đời còn dài lắm, luật nhân quả không bỏ một ai. Trong video người ta cũng nghe tiếng con của bà Dương nói với một người, trước chú hay đến nhà cháu lắm nhỉ, và rằng người đó giờ dở trò. Theo báo chí Việt Nam thì người trả lời bà Dương trong video phát trực tiếp, ông Phạm Văn Hiệp, cũng đã bị bắt vì được cho là có liên quan tới cặp vợ chồng Dương và Đường. Ông Hiệp, giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình, bị tạm giam cùng với một nhân viên của trung tâm và 2 nhân viên quản lý đất đai khác. Đối với ông Đường, một đoạn ghi âm ông này dọa giết ông chủ doanh nghiệp, người nợ tiền tay giang hồ, cũng được đăng tải. Bố mày bắt được, bố mày chặt chân mày ngay ngày ấy. Khi ông Đường đi tìm con nợ, con chó hiểu không? Bố mày kể cả bố mày ăn thịt mày luôn, tao xác định luôn một thằng em tao lên đường. Bố mày chơi đến cỡ nào mày biết rồi.
Hiện giờ cuộc điều tra đang diễn ra và cho tới nay mới chỉ xác định được ông Đường chơi đến cỡ giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. Nhưng trong tin đăng trên Facebook về vụ bắt các nhân viên công quyền liên quan đến báo Công an Nhân dân cũng ghi hiệu quả từ chủ trương giám đốc công an không phải là người của địa phương. Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình hiện nay là Thượng tá Nguyễn Thành Trường, 45 tuổi, người nhậm chức hồi tháng 11 năm 2019. Trang tin Vietnamnet viết trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thành Trường là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng. Thượng tá Nguyễn Thành Trường sinh năm 1974, quê ở Hải Dương. Ông Trường nhậm chức chỉ một tháng sau khi có tin trên báo chí về chuyện Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Đại tá Trịnh Đình Thành được thăng chức Giám đốc thay chỗ cho Đại tá Nguyễn Văn Minh. Ông Minh từng là Phó Giám đốc Công an Hưng Yên cho tới khi về Thái Bình hồi tháng 11 năm 2016 và tới tháng 10 năm 2019 đã về thay vị trí ông Trường bỏ trống ở Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Không có giải thích nào về chuyện tại sao ông Trường lại không về thay thế vị trí của ông Minh ngay mà phải hơn một tháng sau mới được cử về thay Đại tá Thành. Trong diễn biến mới nhất, Thượng tá Cao Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, người được cho là đã ký quyết định hủy điều tra vụ án ông Đường và đàn em bị cáo buộc đánh người gây thương tích ngay tại trụ sở Công an phường hồi năm 2014, đã có quyết định chuyển công tác, theo báo Lao động. Trước đó, tờ này cũng đã từng bình luận xã hội đen không thể hoạt động nếu không có người chống lưng hoặc làm ngơ từ phía cơ quan chức năng. Vụ việc ở Thái Bình cũng xảy ra trong bối cảnh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tới gần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây được báo chí dẫn lời nói chọn nhân sự cần tránh tình trạng cua cậy càng cá cậy vây. Không rõ ông Trọng có ý thức được rằng đảng của ông ngang như con cua và cái càng của nó chính là lực lượng công an. Nếu như nhiều đơn thư tố cáo vợ chồng Dương Đường rơi vào hố đen thì nhiều khiếu nại của người dân đòi những quyền căn bản cũng bị cái càng công an quắp xuống hố hết cả. Đất nước có Dương Đường như ngày hôm nay không phải không có công của ông Tổng Bí Thư, người dùng tư duy của thế kỷ 19 để trị nước trong thế kỷ 21. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.